Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta cùng quay trở lại trình đó là review account. Hôm nay chúng ta sẽ đến với anh chàng tên là VGM N Hiếu, chắc là Nguyễn Hiếu. Đấy, và đến từ quân đoàn VGaming VN2. Đấy, mà tôi phải công nhận là bên VGaming này họ tổ chức quân đoàn kinh thật. Đấy, hôm trước chúng ta vừa mới review hôm nào VGaming xong. Đấy, bạn này tên thật ở ngoài đời là Hiếu và đang ở rank huyền thoại, sinh huyền thoại 3438. Ông này không mua thẻ vô cực ạ. Vâng, Thành mua đúng một thẻ vô cực trong vòng khoảng 1 năm trở lại đây ạ, vãi trưởng. Tỷ lệ duyên chết là 1.72. Thì một trong lý do rất đặc biệt là hôm nay tôi sẽ review tài khoản của bạn này, tại vì bạn này bạn đã gặp tôi ở ngoài đời rồi. Năm ngoái ấy, khi mà tôi tham gia một cái sự kiện ở chỗ ở Hà Nội thì tôi có chụp ảnh với bạn này, thì bạn này bạn có gửi ảnh cho tôi. Đấy, nhưng tôi không biết là bạn này là thằng bên trái hay thằng bên phải anh em ạ. Không biết là đây chắc là ông cha ông đứng bên trái, ông mặc áo tối màu đấy. Đấy, thì bạn này sinh năm 2004 thì cũng có khoe là tất cả tiền nạp vào trong Ghana Free Fire là tiền mà đi học từ lúc học lớp 1 đến lớp 11. Đấy, thế bạn này bạn bảo là nếu mà có đăng cái ảnh này lên thì che mặt bạn ấy, mà tôi nghĩ là cái gì phải che mặt. Đấy, cái gì phải che mặt, mình mặt mình đẹp trai và hai ông này chắc cũng đẹp trai, cũng phải đơn giản đâu. Thì năm ngoái là tôi đi một cái sự kiện, đợt đấy là tôi đã đi cùng với team HQ Sport. Đấy, thì là gặp hai bạn này, hai bạn này cũng chụp ảnh. Đấy, chắc là bạn này cũng giữ ảnh này làm kỷ niệm nên tôi đăng lên đây cho vui. Thì chắc là ông bên trái mà cũng có thể là ông bên phải. Không biết là ông áo trắng hay là ông áo tối màu. Đấy, nên là ok, thì quay trở lại với cả bạn VGM Nguyễn Hiếu này, chúng ta sẽ có một cái tài khoản. Bạn ấy bảo là nạp ở đâu đó 7-8 triệu thôi. Đấy, 7-8 triệu. Thì tiền này là tiền của bạn ấy tích cóp được từ lớp 1 đến lớp 11. Đấy, chứ không phải không cần phải xin của ai. Đấy, anh em nói xịn xò không? Đấy, cái tài khoản này mình đâu cần phải là tài khoản gọi là đắt tiền mình mới review đâu. Đây, có Clolo các thứ là ok, đủ chơi rồi này. Đấy, có đúng một thẻ vô cực anh em ạ, và ảo thật. Và có mình tóc ma búp bê và đế vương cổ đại. À, có bộ thỏ chùm kìa, xịn xò đấy. Đấy, bộ thỏ chùm rồi mũ lãng khách cũng được. Đấy, bóng chày, đầu thỏ siêu công nghệ. Đấy, đồ thì nó cũng thế thôi. Đấy, những cái tài khoản 7-8 triệu nó thế thôi. Hôm trước có mấy ông chém tài khoản 150 triệu, kinh khủng thật. Đấy, đây là mặt nạ cuồng loạn tử thần đầu phúc. Cái quả đầu phúc ấy cũng buồn cười nhá. Nhiều anh em kiểu thích đội cái đầu đấy. Đợt trước tôi nhớ có mấy ông streamer thích đội cái đầu đấy cơ. Đấy, ok, áo chúng ta sẽ có gì? Hôm nay chắc là hay cày huyền thoại, sẽ có nhiều áo rank huyền thoại đây. Đấy, đây là áo thích khách. Đấy, mua đúng một thẻ vô cực anh em ạ, mua đúng một thẻ vô cực luôn. Đấy, đây áo chiến binh bão cát, đây áo trùm trường. À, xịn đấy, áo thần tượng giới trẻ. Nay chắc là có khi lại mua ở trong mấy cái shop giảm giá. Đấy, mà shop giảm giá áo hào quang đỏ, lãng khách tím. À, xịn chứ. Đấy, mà nói với anh em là lãng khách tím không phải đơn giản đấy. Bộ ma buffet, bộ này chắc là ba ma buffet chắc là lấy từ cái sự kiện free lần trước. Đấy, áo huyền thoại chắc là mùa nào lên huyền thoại đều. Không biết là năm nay học lớp 11, cái này là năm ngoái bạn học lớp 11 thì chắc là năm nay bạn này sinh năm 2004, năm nay học lớp mấy? Bạn chắc học lớp 11. Đấy, năm ngoái chắc là lúc mà gặp tôi bạn mới học lớp 10 thôi. Thì năm nay chắc học lớp 11. Năm ngoái là 2020 trừ đi chắc năm ngoái là học lớp 10, 16 tuổi, năm nay 17, chắc năm nay lên lớp 11 rồi. Đấy, sang năm hay là học lớp 12 nhỉ? Lú hết cả đầu. 2004 năm nay học lớp mấy anh em? Vừa rồi là 2000 mấy thi đại học nhỉ? Hình như vừa rồi là 2003 thi đại học thì phải. À, thế thì bạn này năm nay lên lớp 12 rồi. Tức là năm ngoái bạn ấy gặp tôi là bạn ấy học lớp 11. Đấy, thì năm nay kể cả ảnh này chụp từ hè năm ngoái. Đấy, chụp tôi nhớ là đâu đó khoảng tháng 7 năm ngoái, trong cái khoảng thời gian đấu trường sinh tồn mùa hè 2020, tại vì hồi đấy tôi nhớ là BTS Dark là đang thi đấu HQ Sport mà. Đấy, tôi gặp bạn ấy ở cái sự kiện ở một cái trung tâm thương mại Hà Nội. Đấy, đợt đấy tôi cũng chụp ảnh với khá nhiều bạn. Thì không biết là nhiều bạn chụp ảnh với tôi hôm đấy còn giữ ảnh hay không, hay là anh em đi lét te rồi. Ok, tài khoản bạn này thì độ không phải là quá nhiều, bởi vì là số tiền nạp vào cũng không phải là quá nhiều, nên là chúng ta cũng có một lượng đồ vừa phải thôi. Ở đây chúng ta sẽ có mấy cái đồ miễn phí này. Đây là cái bộ đầu trị đẹp này, rồi thần lửa này, buya đấy. Đấy, bạn này cũng không biết là bạn ấy ngại gì, cho bạn ấy bảo tôi là nếu mà có up cái ảnh lên thì đừng có che mặt. Mà tôi nghĩ tại sao phải che mặt nhỉ? Đấy, mặt mình là thứ mà mình tự hào. Ui, ông em cầy cái bộ trang phục miễn phí bóng ma cái gì đấy anh em. Đấy, ông em cầy cái bộ miễn phí, bộ xịn phết đấy. Và bộ đấy đợt trước là nhiều anh em cũng cầy mà không phải anh em nào cũng có.
đấy, áo chị đẹp, nói chung là đồ nữ này em toàn đồ free thôi, đồ nữ toàn đồ free thôi đấy, nữ hoàng Buya rồi áo tử chiến. Tài khoản này có vẻ như một tài khoản mới mới nhỉ, tài khoản này có vẻ là khá mới, không biết là có bị mất tài khoản này là gì không đấy, không biết là mất tài khoản này là gì không, nhưng mà nói chung là tôi nghĩ là đầu tư như này là cũng được, nói chung là đầu tư này là cũng được. VGM xui cứ mời chơi. Đấy, áo mây mù, áo cao bồi hiện đại, tóc vàng cam, áo ba lỗ. Tôi nghĩ là ảnh của chúng ta thì cứ mang lên mạng, có gì phải xấu hổ đâu anh em. Cứ khoe đi, chả mấy khi lên clip của tôi, kênh của tôi lành mạnh, bổ ích. Nó có phải nội dung nó này nọ kia đâu mà anh em phải sợ. Đấy, thế là tôi quyết định là sẽ tôi không che mặt bạn ấy nữa. Đấy, che mặt nó lại giống như mấy cái bộ phim gì đấy, nó không hay lắm. Đấy, đây là pet của ông này. Pet ông này cũng đặt tên là N Hiếu luôn. Hôm nay Hiếu không viết hoa chứ, Hiếu viết hoa chứ, good boy. Đấy, con pet hồ ly tên là Hiếu. Đấy, N Hiếu. À Thư, đây rồi, người yêu rồi. Đấy, mới tí tuổi có yêu đương rồi đấy. Này, hỏng thật. Đấy, đã thấy một con pet là tên bạn nữ rồi. Đấy, tí tuổi có tí yêu đương rồi. Ui, wow, MP10 mã xà level 7. Được rồi anh em ạ. Chất chất lừ con gà ngừ, những súng khác thì không biết là có level 7 không, nhưng mà chắc chắn nó có MP10 mãng xà level 7 rồi. À, và người chơi hệ gọi là dân chơi xịn đấy. Nếu như thế thì cái súng mà MP10 level 7 của bạn ấy cũng đã chiếm đến 1/3 giá trị của cái tài khoản này. Thế là ngon rồi, tại vì là cái đồ đấy không bao giờ nó bị giảm giá trị cả. Có một số những cái đồ trong Anna Free Fire nó bị giảm giá trị theo thời gian, ví dụ như là mấy cái bộ đồ huyền thoại ấy. Anh em nhớ cái bộ đồ mà thợ săn đầu lâu không, bây giờ nó không khác gì một cái đồ bình thường luôn. Nó bình thường như cô Hường ngồi cổng trường luôn. Chứ mà bây giờ thì ai thì ta quan tâm đến vụ đấy nữa. Ôi, ông này chăm lấy ba lô phết nhỉ, ông này rất chăm nạp thẻ tích lũy để lấy ba lô nhá. Chúng ta thấy có cả cái ba lô ở trên, có cái ba lô tứ linh đấy. Đấy, hòm xác đang sử dụng đó là cái hòm xác huyền thoại, hòm xác quy đổi. Chúng ta cũng sắp update cái shop quy đổi thì phải, tại vì chúng ta còn khoảng 5-6 ngày nữa thì sẽ kết thúc rank. Đấy, ôi có xe McLaren này, McLaren màu cam này, xịn đấy anh em ạ. Và xe Thanh Long, mấy xe này thì cũng rẻ thôi. Đấy, xe thính đu đưa. Ôi, hôm nay mở ra ván đu đưa chơi hết đấy. Vâng, chắc là mở cái quả bóng màu cam ở trong cái sự kiện quy đổi. Đấy, ra được quả ván đu đưa ấy đẹp. Quả ván đấy là một trong ván rất đẹp trong Anna Free Fire. Ok con dê. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vũ khí này. Đây mới quan trọng này, xem có súng gì nâng cấp. Đấy, M41 màu hồng. Đấy, có 4 khẩu thôi. À có 3 khẩu thôi. AK rồng lửa. Đấy, được. Nói chung có AK rồng lửa ok rồi. M14 rồi, SK. Không có đẳng cấp Titan à, hơi tiếc nhỉ, có đẳng cấp Titan nó hợp lý. Đấy, Farmat thì khẩu giả kim này quá ngon đấy, cần gì phải nạp tiền đâu. X-18 quái thú quá ngon. AN94 đồ nói chung là cũng được. Đây là súng máy, đây là cái M60 quái thú tiểu liên này, MUMP quái thú. Đấy, mày có nguyên full ở bộ quái thú hay sao ấy. MP5 có khẩu ok, có khẩu thỏ quậy này cũng được. Đấy, VRS vệ binh ngân hà. Đấy, úi xù, MP10 mãng xà level 7 chốt. Thanh niên này chắc lại hội những người kéo tâm rồi. MP10 mãng xà level 7 này, MP10 bích vàng phục sinh vĩnh viễn, ngon anh em ạ. Và P90 chiến ca cá chiên đấy, ngon đấy. Người chơi hệ kéo tâm rồi. Đấy, chơi MP10, ui, M104 chết chóc một tội bắn hai thầm xa cũng được, có đôi mắt tử thần cũng khá là ok. Đấy, M87 tương lai này thì không có skin. Đấy, AWM báo đốm chắc là cũng lấy ở trong vòng quay màn vàng, khả năng cao lấy trong vòng quay màn vàng. Hoặc là cũng có thể mở ra được vĩnh viễn, tôi cũng không biết được. Đấy, nói chung là đồ cũng được, đồ đủ để chơi. Thực ra thì tôi cũng không khuyến khích anh em là nạp nhiều trong Anna Free Fire, tùy điều kiện mỗi người. Đấy, nhưng mà trong điều kiện mỗi người mà chơi được thì tốt. Đấy, chơi được bao nhiêu thì chơi. Đấy, thật ra có nhiều out này, có nhất quyền này, được rồi đấy. Thật ra trong điều kiện mỗi người đầu tư một cách khác nhau. Đấy, nhưng mà điều đấy nó cũng sẽ không ảnh hưởng. Quan trọng là mình ví dụ như là có cái may mắn, có cái gọi là có cái duyên thì chúng ta có thể gọi là được show ác ở trên kênh Ria Kia Minh. Đấy, tôi biết là có rất nhiều ngày có tầm vài 300 bạn gửi thư về là nhờ review ác nọ kia, nhưng mà đôi khi có thể chúng ta chưa có duyên để chúng ta có thể gọi là đưa lên kênh này. Chứ thật ra tôi cũng không quan trọng lắm cái chuyện ác xịn hay ác cùi nào cũng được, tôi cũng không quan trọng lắm. Đấy, ok, inbox Hải Đăng Mayco được duyệt vào box, nhớ inbox ảnh in game. Như vậy là con đoàn này là của Vgaming Mayco. Đấy, à có VGM Thu Thảo, không biết phải Thảo Sipo không nhỉ, hình như là đây một ác của Thảo Sipo hay sao, hoặc là có thể là một bạn khác.
đấy tôi không rõ, tại vì tôi nhớ Thảo Sipo thì cô bé đấy ở quân đoàn Sipo mà anh em. Đấy, đây là cái một cái tài khoản của một bạn trong quân đoàn này, tỷ lệ headshot 35.99%, chất đấy nhỉ. Vâng, quân đoàn anh chàng này cũng xịn xón bò đấy, không phải đơn giản đâu. Quân đoàn này là đứng đầu là Meiko 2K. Meiko 2K VGM Hải Đăng. Meiko thì anh em quá nổi tiếng rồi. Đây là một game thủ đang thi đấu cho King of Free Fire của DNP. Đấy, tỷ lệ diễn chết là 3.62. Nói chung là Meiko cũng là một người chơi có kỹ năng đấy, rất là tốt. Chúng ta tôi không nhớ tôi đã từng review ác của Meiko ấy chưa. Đấy, Vẹn Cute, VGM Hải Đăng, đây là quyền chủ quân đoàn VGM Bảo Nhiên. Hình như hôm trước tôi vừa mới review ông nào trong quân đoàn VGM này sao nhỉ. Đấy, tôi nhớ hôm trước tôi vừa review một ông đại gia nào đấy trong quân đoàn này, như ác xịn vết tầm trăm củ. Đấy, tôi không nhớ lắm, không biết là bên VGaming 2 này hay là VGaming 1, tại vì con nào này họ cũng lớn. Đấy, ok con dê. Đấy, ui, tỷ lệ headshot 50% này xịn xò con bò. Ok, thì đó là phần mình review anh chàng Nguyễn Hiếu này, và hy vọng là bạn sẽ có những cái ngày tháng vui vẻ chơi Free Fire. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video review ác lần sau nha. Bye bye.